trong cái sự trầm trồ của mọi người thì ai biết nỗi vất vả của anh Công ha. Sọt tôm tích loại nhỏ ở miền Tây mình thì chỉ có vậy thôi. Sinh sống luôn á, thiệt luôn á. Có đồng tiền đâu phải dễ đâu cô bác anh chị. Chào Vương Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay tiếp tục hành trình ra biển của mình để tìm những điều mới lạ ở đây, thì Vương Hồ quay trở lại nơi được gọi là hòn đá lửa. Hôm nay thì sông cũng khá là dập dềnh khi mà mấy anh em mình cùng đi ra những cái hòn đảo như thế này, không biết là như thế nào. Cô bác quý anh chị thấy nè, đây là những cái vùng biển rất là thanh bình luôn, ở tại xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Đằng trước mặt cô bác quý anh chị là hòn đá lửa nhỏ và hòn đá lửa lớn. Ở bên đây là hòn heo. Ở đằng sau đây xa kia là hòn ghế lớn và hòn ghế nhỏ. Anh đang đổ đú. Chào chào Trang. Đi à. Thích gì đó nè. Chúng ta biết mọi người dân chơi chứ lắm á. Lui lui lại. Ở đây là ghẹ hả anh? Ghẹ. Mình đổ bao nhiêu cái đú anh? Trời như 30 cái. Ờ. Còn bên đó là gì anh? Tẩy. Tẩy hả? Tẩy mấy giờ luôn á. À, tẩy cho nó sạch đó ha. Hai vợ chồng nè. Đi chiếc giỏ. Ai kéo tới để nó trôi. Anh leo lên đó đi. Cẩn thận nha, coi chừng là người ấy văng biển. Thả lên em coi với. Ngon hả, ghẻ nhiều ghê ha. Sóng biển lắc lư quá à. Quá chứ. Trời 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 trời. Một cái mỗi lần một cái mẹ anh dở lên cho em xem á. Đây đây. À, mỗi ô cho em tích kìa. Tôm tích bên này to lắm. Mỗi một lần vậy là cỡ ký á, gồm các tất cả các loại luôn ha. Anh tên gì? Anh chị tên gì? Đông. Đông hả? Đông, Đông. Công. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 43. Làm nghề này được bao lâu rồi anh? 4 năm rồi. 4 năm. Nhiều có cua sao anh? Cái đó nhiều rồi, cái đó lớn. Cái này là số 1 luôn á. Ồ, tôm tích con luôn. Gà này nhiều. Đó. Ồ, hay ha. Ờ, anh cứ qua ấy đi, anh khỏi ấy, anh khỏi đợi tụi em. Ờ, anh cứ làm bình thường với anh, không cần cần đợi. Sợ mỏi tay lắm, nặng lắm anh. Ở đây cái này con tích con là mình là cái máy, mình gọi là con tốt rồi, thấy không? Cái này là ta làm tay lắm á. Vậy hả? Làm máy ra một tướng rồi, ta có bao nhiêu. Nặng lắm hả anh Công? Em này kéo đỡ chứ xong có làm kéo. Con này nó tên nó đẹp. Ồ vậy hả? Sao anh với chị không làm máy? Nhỏ nhỏ làm máy được. Ba lớn nó mới làm lô được đó. Ừ. Bây giờ mình sẽ lắng động mình coi anh Công anh kéo cái này khoảng bao nhiêu phút. Ồ, cái này nhỏ quá ha. Ít quá ha. Nói chung làm nghề này cực lắm chứ không phải giỡn đâu. Trong cái sự trầm trồ của mọi người thì ai biết nỗi vất vả của anh Công ha. Đây nè cô bác quý chị. Ồ, có con nhum nữa kìa. Con nhum mà phải quen lấy mới được, không quen là không lấy được đâu. Mấy cua nhỏ nhỏ bỏ hết hả? Bỏ chứ anh. Dưa. 200 ngàn rồi đó. Ngày vậy là thu vô được 1 triệu không anh Công? Chút chút là được, đi ngoài có màu thất cơm, im im sống thì không có đồ. Dạ. 600 nhưng mà ngày mà thất nhất thì cũng ít trên nửa triệu ha. Nửa triệu. Thú gì là dài bao nhiêu mét anh Công? Cái gì chục mét ha.
Và anh thì được bao nhiêu cây lú giống vậy? Trăm mấy à? Trăm mấy cây lú? Trăm mấy cây cũng nhiều rồi, 180 cây. Và bao lâu thì anh sẽ thay cái lú này một lần? Trời ơi, trời mà không có xịt, không có giải này kia là chạy mấy năm á. Ồ, mấy năm á thay thành lần. Cái này chủ yếu là sợ bị mất thôi đúng không? Bị mất thôi, còn lưới thì khó hư đúng không? À, anh dở, anh dở lên cho em coi. Có... anh công anh dở cho em xem cận cảnh nhất. Để cho em quay. Ồ, hay à. Chạy vô thẳng đụng luôn hả? Trời ơi. Xích xích anh công. Ở anh Trí ơi. Anh Trí xích xuồng xuống cho em tí. Anh với chị có mấy người con anh công? Vậy là một ngày vậy là 500 ngàn thì anh bắt đầu đặt từ mấy giờ và khi nào anh mới dở? Qua đêm ha. Vậy là suốt ngày anh với chị cứ lên đên trên biển rồi. Đem cơm theo ăn luôn hay gì anh? Dạ. Ồ, ở trong này là có đầy đủ hết luôn hả? Dạ. Chắc có hồi thể là mình qua đây để tâm sự với anh với chị nó dễ dàng hơn. Con này là con dâm hả chị? Ấy dạ, dạ. Và bên đây là cái thành quả mà mỗi lần chị được phân ra làm ba sọt đúng không? Ba sọt, cái sọt ở bên đây là sọt ghẹ. Đây. Bao nhiêu cái ghẹ này cô bác anh chị? Đó. Cái sọt bên đây là sọt tôm tích loại 1. Thì sọt tôm tích này chị mới chia sẻ rằng mình là 700 ngàn đồng một ký. Và khoảng 4-5 con thì nó sẽ được 1 ký tôm tích thôi. Đó. Còn cái sọt bên đây là sọt tôm tích loại nhỏ. Ở miền Tây mình thì chỉ có vậy thôi. Ôi ôi trời, con nó bự ghê anh. Sao mà mình để vô loại nhỏ? Dạ. Làm cái nghề này cực nhất là khi nào anh công? Khi mùa nam lên sóng gió. Dạ. Cái mùa đó sóng gió thì em nghe nói là càng sóng gió thì càng có hải sản nhiều đúng không anh? Có lúc có, nhiều khi sóng quá cũng không có đồ. Vừa với đó có đồ. Dạ. Làm cái này phải cần một cái sức khỏe tốt anh công. Đúng rồi. Ta kéo máy khác, còn mình kéo tay thì phải nặng lắm. Mấy loại cá này anh để dùng bán lẻ hay là anh để hũ mắm? Cho cá bè đồ ăn. À, cần cho ta căng cá giống như cá mồi ha. Mình đang đứng ở đây mà hồi cái bộ đồ này nó dơ hết luôn á. Dạ. Ngày nào mà dân trúng thì chị vui, dân buồn buồn chị có la anh công không? Dân ít á. Chị có nói anh công ông sao mà dân ít quá không hả? À, dễ gì ha, nói chung là vợ chồng cùng lao động thì đủ vui rồi. Số 1 rồi hen công ha. Đây là cái con cua này, cua gì chị? Con cua ly. Cua ly. Cua này mình làm món gì ngon? Chiên giòn. Đây đây, nhum này mình ăn được không anh hay là bỏ? Bỏ hả? Mình cầm vô không quen đâu phải không? Ồ, đây là con tôm tích. Trời. Thưa các bạn, đây là con tôm tích do tự tay mình bắt được, nhưng mà trước khi bắt được thì nó phải lên bờ. Tay mình tự cầm thôi, bắt từ ở trong cái sọt của anh công thôi, chứ thật ra thì dân lú trước rồi chứ không phải con tôm tích của mình đâu nha. Tôm cầm mà nó đàng hoàng á, nó búng á. Dạ, bỏ xuống đi. Okay. Em cũng nghe nói tôm tích nó búng là đau lắm á.
Nó đặt với cô bác quý anh chị để có thước phim mà nó đủ góc độ á thì mình phải chọn nhiều hướng, mà chỗ này thì nó chồng chền thấy ghê lắm. Nếu như một có một cơn sóng lớn thì cả người và máy đều nó văng xong hết à, văng biển hết. Để quay cái hướng này thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ thấy tận mắt và đẹp hơn. Và đây là những cái thước phim mà từ những cái đú đầu tiên để cho cô bác quý anh chị thấy anh công đang kéo lên nè. Để có tiền mà lao động chân chính thì không phải nghề nào cũng làm ra nhiều tiền được ha. Phải vất vả đổi cả bằng mồ hôi nước mắt, đôi khi là những con tôm tích đồ này kia nó búng có vết thương trong đó luôn hả anh? Anh Công tét tay ra máu luôn á. Anh Công anh nói là lát nữa thôi Bùi Hồ cứ lấy nguyên thùng ghẹ này về đi. Đây có thùng ghẹ bự ra nè, nguyên một thùng luôn á. Anh Công có thường coi YouTube không? Từ nay về sau anh sẽ được lên YouTube. Nó... kéo mấy giờ mình nghỉ? 10 giờ 11 giờ vô. À, tôi bán cho anh ơi. Vô bán cho mối vô chợ mình ăn mình á. Sao cái này giữa người ta mang đi thành phố đúng không anh? Này, tôi chân cho giữa anh đi. Căn có giữa ta muốn bán sao ta bán? Chủ yếu là Hà Tiên, khu du lịch. Nó bán mắc lắm. Nó đưa vô nhà hàng hết à. Anh em mình đi bụi. Ở cái mẻ này thì ít hơn. Với 5 năm làm nghề đổ lú như thế này rồi, lúc trước thì mình cũng gặp hai vợ chồng anh kia đó. Anh nói là anh sống quen với cái nghề biển rồi, đi lên làm cái nghề khác là anh lại nhớ về cái nghề biển à. Đúng không anh Công? Ừ. Và những người sống ngoài biển như thế này gặp tôm cá là ham lắm. Có một cái tình yêu tuyệt vời với nó dữ dằn luôn á. Bên đây là gì? Ồ bên đây là mực luôn nè. Mực này sống hay chết anh Công? Anh Công ơi, mực này sống hay chết? Đây cô bác của chị mình. Ồ. Mực nang ha. Bạch tuộc nè. Anh Trí đây là con bạch tuộc nha. Bạch tuộc nó tròn và tua nó bự hơn. Còn đây là con mực. Ở con mực này gọi là mực nang. Mực nang thì nó giá trị của nó không bằng bạch tuộc ha anh Công. Có giá trị hơn. Vậy hả? Nhưng mà cái con bạch tuộc thì nó lớn à. Con loại mực nhớt nó trăm mấy kia nữa. Ừ. Cái mẻ này thấy nó nhiều hơn ha. Con cá này cá gì anh? Bông mú. Bông mú nó hình như là loại lớn là mắc tiền lắm đúng không? Nó nhỏ này đâu có bán được. Mình ơi cái con này con cua gì ngộ vậy? Con cái con gì luôn. Lạ. Này đâu bán cua đâu. Phải. Ủa con gì vậy? Về biển này cái. Con này như vậy trời. Về biển mà nhiều con nó lạ khó hiểu lắm. Bây giờ. Dục nó biển này. Mình mới đạp. Mình lắc lư mới đạp. Anh đâu biết hết loài thủy sản ở biển đúng không? Mấy người có người đi mấy chục năm chưa có biết cái hết cái loại cá nữa. Nhưng mà cá lạ thì mình đâu dám ăn thôi. Mai mốt em về đây em ở là em đi với anh chị theo bắt nha. Anh chị vô nấu cơm đi, em làm phụ anh. Mỗi ngày cho em 500. Em biết con cá đó. Cá nâu. Nói chung là biển này em cũng biết khá là nhiều con. Biết con cá nâu nè, con cá đối nè. Những em mà trôi lên bền dưới đó sẽ làm mồi cho những em khác. Đúng rồi. Ồ, ốc này là ốc gì anh?
ốc này ăn ngon không? Ngon. Lát luộc ăn nó cay hả? Ồ ốc the búa. Nãy giờ là em mà không ở đây thì không phát hiện những cái sản vật mà anh để riêng riêng gì rồi. Ngoài kia thì có mực với lại bạch tuộc với lại gì ta? Nhiều lắm. Ở đây ba giỏ này là nó chia sẻ với hai anh chứ ba giỏ này là 1,5 triệu là bình thường. Ừ. Còn cá bên đó 500 nó là 2 triệu, mực đó 500 nó 2,5 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Trời ơi trời. Ghê thiệt luôn á. Đúng không anh Công mà cười? Đâu, chắc cỡ 1,2 triệu. Em mua mão cho anh 2 triệu. Chia sẻ vui cho cô bác của anh chị cho thấy vui. Ờ con ghẹ chị. Kẹp hả? Có người là người ta dân ghẹ là người ta phải làm gì? Cuộc dây thun lại. Cái kênh của em thì khán giả thích xem mấy cái cảnh dân dã như thế này. Dân vậy mình có ăn hải sản thôi, mình lựa đồ kiếm đồ đồng mình ăn anh. Ngán hả? Mà em để ý đây là lần thứ hai em ra cái xã này á, là đi đâu cũng cứ hai vợ chồng đi hết à. Là chồng làm vợ gừa lựa ra phân loại ra. Xong rồi giặt rồi bủa lại. Thật ra là khi ở trên tàu này thì có hai công việc phân nhau rõ ràng. Chị thì sức yếu, chị phải làm công việc là giặt giũ với lại phân loại. Còn anh thì sức mạnh làm cái công việc là kéo. À, anh Hoa có khả năng kéo không? Anh có khả năng đẩy thôi. Kéo thở không nổi á. Ờ vậy hả? Đẩy rồi chống đẩy á. Anh Hoa cầm máy cho em kéo thay anh Công tí xíu à. Anh Công. Cái công việc này đàn ông mà làm không được sao được. Rồi. Tụi em ở Sài Gòn. Xuống ở đâu không? Em ở đằng cái trại của anh Trí đằng kia á. Chắc Bùi Hồ sẽ kéo thay cái công việc hàng ngày của anh Công để coi cái sức nặng của nó như thế nào. Anh Công anh chia sẻ là kéo như thế này không khéo là sẽ bị đứt tay, mà thật sự ra nặng thiệt luôn á. Vừa kéo mà vừa vũ luôn. Và vừa phải ship cái này nó vô khung luôn đúng không anh? Ở đây những cái khung sắt này á vừa nặng mà vừa nguy hiểm, tại vì nó có những cái con hàu nhỏ á. Nó bám vô. À nó thì không bao giờ kéo em xuống biển được rồi, nhưng mà quan trọng là cái mẻ này nó có được bao nhiêu cá thôi. Tại vì anh Trí ở trại anh nói là em sao mà mày đi đến đâu là sống to vô lên. Đúng rồi, từ nãy giờ chưa thấy con nào. Không không, em làm cái này hết mà. Em làm cũng có được con nào cả. Nhất xương sống luôn á, thiệt luôn á. Có đồng tiền đâu phải dễ đâu cô bác anh chị. Mẹ mình kéo lên hơn 15 phút thở hơn là gì nữa. Mà không có một miếng nữa. Trời ơi, con gì không à? Ôi những cái con này anh Công anh nó bỏ hết à? Vậy là em gây hại quá à. Cảm ơn anh Công với lại chị nha. Thưa cô bác quý anh chị, mình thấy những cái mẻ cá vậy thôi, nhưng thật ra thì ở đây thì anh Công với lại vợ của mình lại có những bữa ăn vội ở đằng sau nè. Ngay cả tô cơm của anh với chị nè. Đó, rồi ở đây ăn với thịt kho mặn nè. Chưa xong thì chị phải bắt tiếp tục cái công việc của mình. Phải nói là cái nghề này không đơn giản chút nào. Thật ra thì
cực công. Thôi chào cô bác quý anh chị, nãy giờ quay nhiêu thôi, tại vì chủ yếu là hai vợ chồng anh Công làm nghề mua sinh lên đên trên ghe. Nãy giờ ngồi đây chóng mặt luôn rồi đó anh ơi. Xây sóng. Không chỉ vậy là đỡ đó. Dạ.